Quay cảnh đánh bắt xa bờ, nhóm ngư dân khiến tất cả kinh ngạc không tin vào mắt mình. Bóng đêm đơn thuần cũng đã mang đến bao nhiêu điều rùng rợn cho không ít người. Bóng đêm trên biển càng khiến cho người ta dễ dàng nổi hết cả da gà vì những điều kỳ bí. Mới đây, một nhóm ngư dân trong lúc đánh bắt xa bờ đã tình cờ phát hiện một con mực siêu to khổng lồ, to như những con mực trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, đang lặn hợp dưới lòng biển đen ngòm. Ngay sau đó, nhóm ngư dân đã cùng nhau vây bắt con mực bằng tất cả những gì họ đang có trong tay, trong đó có cả sức mạnh của sự đoàn kết. Tuy nhiên, dù đang trong tình thế thân cô thế cô, một mình chống lại rất nhiều người, nhưng con mực vẫn cố sức vùng vẫy, giãy giụa để thoát khỏi sự vây bắt của con người. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã bày tỏ sự kinh ngạc của mình khi lần đầu tiên chứng kiến một cuộc chiến không cân sức giữa con người và tự nhiên. Thế nhưng một số người lại thẳng thắn cho rằng loài mực này chỉ có được vẻ ngoài ấn tượng thôi, còn thịt ăn sẽ không ngon như những con mực nhỏ. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho những ngư dân trong đoạn clip không cố hết sức để bắt cho bằng được con mực siêu to khổng lồ này. Một số bình luận được mọi người để lại: con mực này bắt về dồn thịt vô chắc phải dồn nguyên con heo mới đủ thịt dồn quá. Ăn thì thích thật nhưng mà nhìn cảnh vây bắt sao tội nghiệp quá. Nhìn từ góc độ của con mực thì rất là đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.